Ngồi xuống. Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách vào cám cho trà mào. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một ít cám và một vài quả chuối. Đấy, như này. Thì về cơ bản là nó vẫn thích ăn hoa quả. Thì các bạn nhào lên thế này thì bắt buộc nó phải ăn cả cám, cả hoa quả thôi. Đấy, một cách rất đơn giản là như vậy. Dí sát vào, dí sát 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 luôn. Thế. Các bạn kết nối kênh Chim Cú Gáy Hay thì các bạn có thể biết đến con chim cú gáy và con đà điểu, cũng như một số những cái bài chia sẻ để các bạn biết là các bạn có thể mua trà mào chè than, bởi vì mình lúc nào cũng chơi với các anh em đi bẫy. Đấy, có những con chim xanh, con phượng hoàng đất, rồi có những con khác nữa, chúng ta luôn luôn có được những cái quay đây, quay đây, quay đây, nhấc cái phát la chim sang đây, nhấc dí sát nghiêng nó xuống, cầm nghiêng quay đây, không biết nhiều, quay đây, đây quay đây, quay bên này, sao quay đấy bên này. Đấy, chuối mới cám trộn vào thế này thì nó sẽ ăn cám luôn rất nhanh, chỉ cần 2 ngày là trà mào của chúng ta đấy sẽ ăn cám thôi các bạn ạ. Đó là một cách rất là đơn giản. Đấy, bây giờ tôi sẽ để vào cho nó ăn luôn, các bạn sẽ nhìn thấy ngay tác dụng. Ủa sao nó vẫn mờ kiểu gì? Lừa vào đi. Thôi vào đi, 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 vào đi. Quay nè. Ủa mờ kinh khủng luôn ấy. À đây. Hết mờ. Đưa đây. Hết mờ rồi. Hết mờ. Đó, các bạn thấy trà mào được vào cám rất đơn giản, nó sẽ ăn luôn. Và trong chuồng các bạn luôn luôn để lại một con của lứa trước. Đấy, những chú trà mào này được bán rất là rẻ, dành cho những người mới chơi. Đấy, trà mào rừng núi Ba Vì các bạn nhé. Đó là cái mình chia sẻ cái bài là cách vào cám cho trà mào nhanh nhất. Các bạn có thể liên hệ là 033 5305982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.